Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến tất cả các bác là một đơn vị bán tất cả các mẫu loa đài điều khiển từ xa. Thì hôm nay em lại xin giới thiệu cho các bác hai cái mẫu dòng loa điều khiển từ xa, dòng loa ZI 898 các bác nhá, và cái phiên bản GS 2898 phiên bản 2019. Thì để cập nhật được cái hai mẫu loa này thì hôm nay em xin giới thiệu chi tiết luôn để các bác cập nhật được. Vì cũng rất nhiều mẫu loa đài điều khiển từ xa để các bác chuyên đi bẫy chim, bẫy chồn, bẫy cuốc đa đa bìm bìm. Thì hôm nay lại tiếp tục em giới thiệu cho các bác hai cái mẫu loa hợp túi tiền và giá thành phải chăng, và dòng rất là bền, âm thanh âm lượng rất là to. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu luôn về cái phương thức mua bán. Để mua bán thành công thì các bác điện trực tiếp theo ba số điện thoại của shop các bác nhé. Shop thì shop thì đến từ Tân Yên, Bắc Giang. Anh em nào gần nhà thì có thể qua nhà lấy. Còn anh em nào ở xa thì em gửi qua ngành bưu điện. Hàng đến tận nơi. Các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nhân viên bưu điện. Và đầu tiên cũng em xin giới thiệu luôn về hai mẫu loa đài điều khiển từ xa này. Đầu tiên là em cũng xin giới thiệu luôn, đây là con ZI E898 các bác nhá, phiên bản 2017, phiên bản cũ. Dùng cũng rất là bền và rất là ok. Khám phá luôn cho các bác. Đây là cái đây là thân loa thì nó đựng trong một cái túi dàn di như này các bác nhá, để các bác có dây đeo luôn để các bác xách đi rừng. Một cái đầu mót này, một cái mic nói này, hay còn gọi trợ giảm để dành cho các bác anh em mình bẫy chim thì không cần đến, các bác nào bán hàng hay là hát karaoke hoặc cô giáo. Còn đây là cái sạc của loa các bác nhé, và một cái dây đeo, một tờ hướng dẫn này thì anh em mình không cần dùng. Và đây là thân loa chính các bác nhé, thân loa này. Đằng sau loa này không có in số má gì các bác nhé, hàng màu dàn di màu đen, nó chỉ có trên này có hai núm thôi, một nút mở nguồn này. Đấy thì chỗ này là các bác cắm thẻ nhớ các bác nhé, đây cắm thẻ nhớ vào đây, cái này dành cho các bác chuyên đi đấy. Cắm vào cái là kêu ngay, có tiếng luôn các bác nhé. Đấy. Và đây là nút check này, check bát ở bên này các bác nhé, chỉnh trước bát ở đây và điều khiển đây. Thì cái này phiên bản này thì rất dễ sử dụng, anh nào sử dụng cũng được. Đây ấn tạm dừng các bác nhé, đây trong này chắc là hết pin ở đây chưa. Và để em xem đây ấn on đây các bác nhé, đây có stop này, on này, các bác ấn vào đây sử dụng theo các bác ấn ở đây là tạm dừng các bác nhé. Đấy. Khi đèn đỏ báo là có nghĩa là hoạt động được, thế còn đã ấn ở đây là kêu. Tất cả các bàn phím này rất dễ sử dụng, đây lùi bài tiến bài đây các bác nhé, đây tiến bài này. Đấy tiến tiếp này. Đấy. Và đây là tạm dừng này, và đây là lùi bài các bác nhé, đây lùi bài này. Đấy tạm dừng này, đây là to này, vôn to đây các bác nhé, vôn cộng là to và vôn trừ là nhỏ. Còn chữ C này lặp lại một bài các bác nhé. Đấy các bác ấn on thế này là có nghĩa là lặp lại một bài hát, khi nó hát mãi một bài các bác nhé. Đấy không chuyển, trừ giả các bác chuyển ấn vào đây hoặc ấn nút lần nữa thì nó sẽ chuyển bài, nên là rất dễ sử dụng cho các bác chơi văn nghệ giải trí các bác nhé. Đây là cái đời 2017 ZI E898, giá thành rất rẻ, hơn 400.000 đồng thôi, em bao ship về tận nhà rồi. Còn cái này nó bắt được cả Bluetooth các bác nhé, đây cái này thì Bluetooth bên em bán riêng rất nhiều. Đây anh em có thể lắp vào đây nghe nhạc giải trí thoải mái luôn, tí nữa em hướng dẫn sau. Đây là em khám phá luôn cho các bác cái mẫu mới này, mẫu mới là bỏ bao bì nó sẽ khác các bác nhá. Đây mẫu 2019 này, GS 898 này, hàng 2019 luôn, cũng một túi đựng loa này và một cái đây thân chính của loa đây. Đấy mẫu này thì nó mặt trên là mặt trắng này, và đằng sau cũng dàn di 2019 luôn, hàn in hẳn 2019 luôn để các bác đỡ nhầm lẫn. Đây là thân trước của loa, và đây là cũng một cái mic nói các bác nhá. Đấy và một cái dây đây, dây này, một cái sạc, một cái breadboard này, sạc của loa này các bác nhá. Đây pin này các bác tháo ra các bác lắp vào đây. Đây đấy, lắp vào đây và cũng ấn vào xuống dưới là on các bác nhé. Đấy thì như này là hoạt động rồi. Đây em thử luôn cho các bác
Đây là cái thẻ nhớ các bác nhá, nó cũng rất dễ sử dụng thôi. Đây những chỗ này là sạc của loa, sạc các bác cắm vào chỗ này. Đấy, USB các bác cắm vào đây. Cái này mẫu này gần như giống nhau, không khác gì nhau các bác nhá. Sạc đây, thẻ nhớ cắm đây, USB cắm đây, bật nguồn lên. Cái mẫu này lúc nào ở chế độ bao ship các bác nhá, các bác phải dùng cái điều khiển này thì mới mở được. Đây, ấn cái là kêu. Đấy. Thì cái này thì cái bàn phím này sẽ khác nhau các bác nhá. Đấy. Một cái là màu xanh, một cái là màu xanh, một cái là màu trắng. Đấy, bàn phím màu trắng là cái phiên bản 2019 mới nhất trong các dòng loa. Bàn phím cũ là nó bàn phím màu xanh. Nên là rất dễ sử dụng thôi. Bên em thì bán tất cả các mẫu loa đài điều khiển từ xa để anh em bẫy chim. Các bác mua mẫu nào thì em gửi cho các bác mẫu đó. Giá cả thì rất hợp lý cho các bác chơi. Văn nghệ giải trí. Đây là cái USB em bán riêng. Cái thẻ nhớ này là em bán riêng các bác nhá. Cũng nhiều bác là thẻ nhớ với cái USB là em bán riêng. Các bác nào mua thì em gửi. Mà các bác nào không cần mua thì em gửi đọc loa thôi. Nó chỉ có hơn 400.000 đồng thôi. Em bao ship về tận nhà rồi. Các bác để biết thêm chi tiết về giá cả. Tùy theo thời điểm thì nó chênh nhau không đáng kể không nhá. Bên em thì cái shop ship COD toàn quốc. Nên là để biết giá cụ thể thì các bác cứ điện trực tiếp theo ba số điện thoại này, em sẽ gửi hàng cho các bác tận nhà. Nên là rất mong là các bác sẽ ủng hộ shop trong thời gian qua. Cũng rất cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian tới. Cũng các bác xem và đặt hàng thì đừng quên đăng ký kênh của shop để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.